anh dạy rồi hả? Ủa, sao có cái điện thoại của cô Bi ở đây nhỉ? Bi đâu rồi biết? Thì đi mua đồ rồi. Thì đợi chị cô Bi về nha. Nè, bên ngồi đi. Cô Bi vui vì là chuẩn bị đạt được 100 người đăng ký, 100.000 người đăng ký phải không? Hả? Đúng không? Hả? Cô Bi sắp được một nút bạc nữa rồi nè. Mon nè, chị Cô Bi giỏi không? Ê, giỏi quá, giỏi quá. Thôi bây giờ mẹ gọt trái cây cho hai chị em ăn nhé. Nha. Hay ngồi đây mình lấy dĩa mẹ gọt trái cây cho. Hai chị em ngồi đây nha, mẹ đi lấy dĩa với lại dao mẹ cắt cho. Bây giờ ngồi xuống hết đi cho mẹ về làm nha. Nào, Bi ngồi đây, Bi ngồi đây, Bi ngồi đây. Đấy, ngồi đây, như thế nha. Bi mua cả trái cây, cả bánh là Bi giỏi thế. Hả? Bi lấy hết trong cái tiền trong túi mẹ rồi đúng không? Đây là thật này, thật câu câu này. Với cô Bi là phải ăn mừng á cô Bi hả? Ai bày con á? À, giờ mày cắt hai đứa ăn nha. Cô mẹ hả? Để mẹ đi. Mời mọi người yên nha. Cho Bi này, cho Mon này. Nào nào. Đây bây giờ ăn xoài nha. Ý, cho Mon này. Mon ăn xoài không? Mẹ cũng ăn xoài nhá. Ngon lắm. Mình ăn trái cây trước nha. Bánh này còn không ngon bằng trái cây đâu nha.
nhà bên nhà. Bi cố gắng lên nha. Mình sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn nha Bi nhé. Cảm ơn mọi, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương gia đình cô Bi nè nha. Mẹ ra. Anh em. Bật cho xuống. Đúng rồi hả? Bi được mọi người yêu thương lắm á nhà Bi nha. Cảm ơn nữa.